Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết một năm tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Trong đó, Thủ tướng có đề cập đến vấn đề áp dụng hóa đơn điện tử với dịch vụ livestream hiện nay. Thực tế, những năm gần đây, livestream bán hàng đã mang lại doanh thu lớn cho người bán và người được thuê livestream tại phiên chất vấn quốc hội vào chiều ngày 4 tháng 6, đại biểu đề cập thời gian qua, mạng xã hội xôn xao những phiên livestream bán hàng trên các ứng dụng doanh thu đạt cả trăm tỷ một ngày. Do vậy, trong bài phát biểu, Thủ tướng đánh giá, quản lý thuế, nhất là thu thuế với dịch vụ livestream, thương mại điện tử còn thất thoát. Do đó, ông ra Bộ Tài chính sớm hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ, Sở nghị định 123 năm 2020, quy định về áp dụng hóa đơn điện tử với các giao dịch này các địa phương phải bố trí nguồn lực để triển khai hóa đơn điện tử đến người tiêu dùng. Với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn điện tử, ông yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm. Trước đó, Thủ tướng cũng đã giao Bộ Tài chính tăng thanh kiểm tra với hoạt động livestream bán hàng. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân bán hàng nhận hoa hồng từ quảng cáo, bán hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xử lý. Tổng cục Thuế cho biết, hiện một số cá nhân có thu nhập hàng chục tỷ đồng từ hoạt động livestream bán hàng tự giác đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế. Trong đó, có cá nhân đã nộp thuế vào ngân sách hàng tỷ đồng. Cùng với livestream bán hàng, hoạt động thương mại điện tử đang phát triển mạnh trong những năm qua. Theo Bộ Công Thương, doanh thu thương mại điện tử sẽ đạt 30,5 tỷ USD vào năm 2025. Việt Nam là quốc gia có tăng trưởng về thương mại điện tử nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Tại hội nghị, lãnh đạo chính phủ đánh giá cơ chế chính sách về thương mại điện tử còn chậm thay đổi, chưa bám sát thực tế và phù hợp với thông lệ quốc tế. Cơ quan quản lý cũng chưa xây dựng chiến lược phát triển mang tính dài hạn. Ông yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu sửa các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực này, nhất là Luật Bảo vệ người tiêu dùng, chiến lược phát triển thương mại điện tử. Việc này nhằm quản lý, phát triển bền vững các nền tảng thương mại điện tử trong nước, xuyên biên giới, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và kém chất lượng. Theo số liệu quản lý thuế đến năm 2024, thì ngành thuế đang quản lý 123.759 người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, trong đó cá nhân là 88.147, doanh nghiệp bán hàng hóa thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử là 35.131, doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử là 361, doanh nghiệp lớn hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng là 24, nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam là 96. Trong hai năm gần nhất, đã ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử năm 2012 là 83.000 tỷ đồng, năm 2023 số thuế đã nộp là 97.000 tỷ đồng, năm tháng đầu năm 2024 số thuế đã nộp trên 50.000 tỷ đồng. Về xây dựng và chia sẻ dữ liệu, hiện nay việc chia sẻ dữ liệu thuế mã số thuế định danh theo căn cước công dân đến ngày 3 tháng 6 năm 2024 đã đạt 97,57%. Bộ Công Thương đã chia sẻ dữ liệu về 929 sản giao dịch thương mại điện tử, tương ứng với 847 doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử và 284 ứng dụng bán hàng trên mạng. Và năm ngoái, doanh thu quản lý thuế qua kênh thương mại điện tử là 3,5 triệu tỷ đồng, tức khoảng 146 tỷ USD, với số thuế đã nộp là 97.000 tỷ, tăng 14% với một năm trước đó. Ngành thuế cũng đã giả soát hơn 31.000 đối tượng, xử lý vi phạm hơn 22.000 trường hợp, số thuế tăng thêm trong lĩnh vực này là gần 3.000 tỷ đồng. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất cần kết nối dữ liệu, liên thông đồng bộ giữa các bộ ngành, đặc biệt là dữ liệu dân cư, dữ liệu thương mại điện tử, dữ liệu thanh toán qua ngân hàng để đối chiếu một cách nhanh chóng yêu cầu kê khai nộp thuế, yêu cầu thanh tra kiểm tra. Ngoài ra, cần giả soát hoàn thiện pháp luật, các bộ luật liên quan đến thương mại điện tử từ năm 2014, cho nên cần phải giả soát lại các nghị định, thông tư liên quan để sửa, xây dựng cổng thông tin đăng ký kê khai thuế của sàn thương mại điện tử trong nước, đôn đốc kê khai, chọn thanh tra, xử lý một số trường hợp trốn thuế. Tiếp theo là định danh và xác thực điện tử, đồng bộ liên thông dữ liệu thông tin hàng hóa, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt càng nhiều thì quản lý và thu thuế càng cao. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị sửa đổi Nghị định 117 năm 2018 về giữ bí mật và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng ngân hàng. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, quản lý hoạt động thương mại điện tử qua mạng xã hội để thu thuế, vì giờ người ta livestream bán hàng qua mạng xã hội rất nhiều. Nước ta phát triển mạng xã hội cùng với việc đối chiếu với ngân hàng thì sẽ thu được nguồn thuế rất lớn. Từ những đề xuất trên, trong bài phát biểu kết luận hội nghị sơ kết, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ ban hành nghị định sửa đổi quy định về áp dụng hóa đơn điện tử đối với dịch vụ livestream. Trước đó, Tổng cục Thuế cũng đã yêu cầu kiểm tra toàn diện việc kê khai, nộp thuế hoạt động tiếp thị liên kết, livestream bán hàng. Đối tượng nhắm đến là tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Theo công điện, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số thời gian qua đã đặt ra những thách thức đối với công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, quản lý thu thuế. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân không kê khai nộp thuế theo quy định. Tổng cục trưởng Tổng cục thuế mới đây cũng đã ban hành công điện số 01 yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cục thuế doanh nghiệp lớn triển khai hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Cụ thể, các đơn vị được yêu cầu triển khai giả soát, kiểm tra đồng bộ toàn diện việc kê khai nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của các tổ chức hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử, tiếp thị liên kết, cung cấp các sản phẩm nội dung thông tin số và nhận thu thập từ hoạt động quảng cáo, cung cấp phần mềm, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân kinh doanh online phát video trực tiếp là livestream bán hàng hóa dịch vụ. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, hoạt động livestream bán hàng trên mạng có phát sinh doanh thu và phát sinh thu nhập thì đều phải chịu sự điều chỉnh của các quy định, luật thuế và các sắc thuế, chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan thuế. Đối với hoạt động thương mại điện tử nói chung hay hoạt động livestream bán hàng trên mạng, hiện cơ quan thuế đang thực hiện quản lý, giám sát theo hai sắc thuế. Thứ nhất, nếu là cá nhân thực hiện hoạt động bán hàng có phát sinh doanh thu và thu nhập thì phải chịu thuế với thu nhập của bản thân, điều chỉnh theo luật thuế thu nhập cá nhân. Đối với các hộ kinh doanh gia đình, hộ kinh doanh hoạt động bán hàng có phát sinh doanh thu, gọi là hoa hồng bán hàng, thì cơ quan thuế thực hiện quản lý và thu thuế theo quy định với hộ kinh doanh. Nếu là hộ khoán thì nằm trong mức khoán, kê khai và thực hiện theo kê khai về thuế. Hiện nay, đã có nhiều quy định nhằm chống thất thu thuế đối với hoạt động bán hàng online trên các trang mạng xã hội cũng như trên các sản thương mại điện tử, đơn cử như Nghị định 126-2020, quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế, nếu rõ các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế. Dù có nhiều cơ sở kinh doanh online hàng giả, hàng nhái bị triệt phá, Tuy nhiên trên thực tế chỉ như muối bỏ biển, việc kiểm soát hoạt động thanh toán thương mại điện tử là vô cùng khó khăn khi có hàng trăm nghìn cá nhân, hộ gia đình đang kinh doanh online. Cuối năm 2023, kho hàng nằm trong khu đô thị Đồ Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội của Hot Girl Livestream là Nguyễn Hoàng Mai Ly đã bị lực lượng quản lý thị trường và công an kiểm tra. Hàng hóa tại đây đa phần là sản phẩm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng gia dụng, tiêu dùng. Trên vỏ hộp thể hiện xuất xứ từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada phần lớn sản phẩm không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, trên nền tảng Facebook MileyStyle.com có 332.000 lượt thích và 520.000 lượt theo dõi, đăng tải công khai số tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hoàng Miley với 12 số điện thoại chốt đơn, tư vấn khách hàng. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã họp với các đơn vị liên quan thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ, tăng vật vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hà Đông. Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã bất ngờ vào kiểm tra một câu hàng khi nhân viên đang tiến hành livestream bán hàng trên tài khoản Ngọc Quyên Gia Lai. Hộ kinh doanh Trương Ngọc Quyên có dấu hiệu sử dụng ứng dụng bán hàng không thông báo với cơ quan có thẩm quyền, kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu. Vụ Ngọc Quyên Gia Lai Shop đã và đang được Công an thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai thụ lý, điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.